Dan Dujan, nhạc sạn mà xỉu trong phim cổ trang Vua đi dạ hiệu. Phim của La Phân Hy lộ thứ khó chấp nhận. Trung Quốc vốn là quốc gia nổi tiếng với nhiều dòng phim cổ trang, từ những câu chuyện cung đấu, kiếm hiệp hay thần thoại. Những tác phẩm cổ trang Hoa ngữ luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Không chỉ có nội dung hấp dẫn và diễn viên tài sắc, phim còn mang đến những hình ảnh kỹ xảo và trang phục đẹp mắt. Dù được đánh giá cao, nhưng vẫn có nhiều bộ phim dính phải những hạt sạn không đáng có trong quá trình thực hiện. Trường Nguyệt Tận Minh. Trường Nguyệt Tận Minh là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi bật nhất showbiz. Được đầu tư khủng nhưng phim cũng bị người xem bắt những chi tiết khó đỡ. Trong đó, người hâm mộ đã phát hiện ekip hậu kỳ chưa xóa hết dây cáp buộc ở lưng của nữ chính Bạch Lộc, nam chính La Vân Hy lầu dấu vết gắn tóc giả. Ngoài ra, một số tập phim xuất hiện dây điện, ống dẫn nước, đồ dùng được làm bằng nhựa. Được quảng bá là phim chất lượng cao, nhưng phim lại có những hạt sạn. Điều này khiến người xem không khỏi thất vọng về phim. Đông Cung. Đông Cung được khán giả nhận xét là bộ phim nhiều sạn nhất từ trang phục đến bối cảnh. Dù diện trang phục cổ trang, nhưng nam chính Lý Thượng Ngân, Trần Tinh Húc lại để đầu chiếc quần có in logo Adidas. Người xem không khỏi bật cười vì hình ảnh thái tử uy nghiêm không còn vì lỗi tiểu tiết này. Trong một cảnh quay khác, khi Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm nằm trên giường bệnh nhưng vẫn có chiếc quạt mini đang thủ sẵn. Điện thoại di động còn xuất hiện trong đám đông diễn viên quần chúng, thậm chí họ còn lấy ra để chụp hình. Phong Khởi Lạc Dương là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hồi tháng 12 năm 2021. Phong Khởi Lạc Dương nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Tuy nhiên, phim cũng khiến người hâm mộ thất vọng khi phim xuất hiện cảnh người phụ nữ mặc đồ hiện đại cầm điện thoại. Ngoài ra, phim còn xuất hiện cả những vật dụng như xe hơi, tai nghe, còn cả nhân viên hậu trường. Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn. Điện thoại di động là món đồ thường xuyên xuất hiện trong phim cổ trang Hoa ngữ, được đầu tư chỉnh chu, tạo cơn sốt phim truyền hình Hoa ngữ, nhưng năm ấy hoa nở trăng vừa tròn lại phương lỗi không đáng có. Trong phim, một diễn viên quần chúng đã lén giơ điện thoại để quay phim nữ diễn viên Tôn Lệ. Có lẽ người này là fan cứng của nữ chính nên mới háo hức chụp ảnh mà không biết đang quay phim. Diên Hy Công Lược. Phim cung đấu đình đám một thời Diên Hy Công Lược cũng khiến người hâm mộ ngã ngửa vì những màn xuyên không lộ liễu. Trong một phân cảnh, đoàn làm phim cho kèn saxophone xuất hiện ở thời đại Càn Long từ năm 1735 đến năm 1796, trong khi dụng cụ âm nhạc này lại được phát minh ra năm 1840. Còn Nhàn Phi Sa Thi Mạng thì lại để lộ quần jean khi đang thực hiện vai diễn chăm sóc con. Còn Vua Càn Long diện luôn đôi giày thể thao xịn. Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ, vì trời đã tối nên nhân vật Võ Mị Nương Phạm Băng Băng đã cầm theo đèn và nến để chiếu sáng. Tuy nhiên, người xem vẫn biết được đây là buổi sáng nhờ cửa sổ ở phía sau. Một phân cảnh khác, nữ diễn viên Trương Hinh Dư đảm nhận vai Tiêu Thục Phi vô tình để lộ hình xăm ở sau gáy và ngực. Đây là một sai sót lớn của bộ phim vì ở thời phong kiến, phi tần của vua chúa được tuyển chọn rất gắt gao, họ không được phép có hình xăm vết sẹo trên cơ thể. Cung Tỏa Tam Ngọc. Bộ phim Cung Tỏa Tam Ngọc do Dương Mịch đảm nhận vai nữ chính bị khán giả bóc ra nhiều lỗi cẩu thả từ lỗ máy điều hòa trong phim trường, giờ là ống nước trên trường quay. Nhiều người nói đùa rằng có lẽ nàng tinh xuyên vượt thời gian nên mang cả ống nước nhựa về thời đại Thanh. Trạch Thiên Ký. Phim truyền hình Trạch Thiên Ký từng gây sốt trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc năm 2017, có sự tham gia của hai diễn viên nổi tiếng là Lộc Hàm và Cổ Lực Na Trác. Là bộ phim có vốn đầu tư lớn nhưng Trạch Thiên Ký từng bị khán giả chê bai vì có quá nhiều lỗi ngớ ngẩn. Trong một phân cảnh cặp đôi chính đang ôm ấp trên giường, khán giả lại nhìn thấy nhân viên đoàn phim đang nằm ở phía sau. Điều khó hiểu là có khá nhiều phim Hoa ngữ dù được đầu tư kinh phí khủng vẫn nhan nhản những chi tiết bất hợp lý. Dù tụt cảm xúc nhưng khán giả cho rằng việc ngồi nhặt sạn mỗi khi xem phim lại là một trải nghiệm thú vị.